Mọi người sẽ bắt đầu đọc trước. Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm tàu để đọc bài cho chúng con nối đuôi theo bạch sư. Và với một điều nữa là hồi nãy sư Pháp Thanh, dạ không phải sư Pháp Trang, có nhắn với con là sao mà sư vào không có được. Con không biết trong nhóm mình có ai có thể kéo sư vào được hay không. Sư cứ bị quay vòng vòng, sư đứng trước cửa. Sư đứng từ 2 bữa nay rồi, rất là tội nghiệp mà không có làm sao mà vô được á. Như không biết có người nào rành thì có thể chỉ giùm sư được, như cũng không rành lắm. Dạ, như con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm để sư đọc bài trước cho lớp bạch sư. Dạ. Mô Phật, thầy kính kính chào đạo tràng. Mô Phật, trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính chào quý cô, kính chào tất Phật tử. Bây giờ sư Xuân Phong đọc trước. Tám tâm duy tác dục giới hữu nhân. Imani atta sahe tuka kama vajara ki riya chittani nhà má tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ so manasa sagatang nhà na sam bayu tăng asankarikang ekang tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ So manasi sagatang nhà na sam bayutang sa sankha rikang e kang tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ So manasa sagatang nhà na sam bayutang a sankha rikang e kang tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ So manasa sagatang nhà na bayutang sa sankha rikang e kang. Mô Phật, sư đọc xong rồi, bây giờ mời vị kế tiếp nha. Nam mô Bích Thay giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn anh Kevin đã post bài. Tám tâm duy tác dục giới hữu nhân. Imani attha visakhe tuka kama vachara kiriya chitta nina ma. Một tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. So manas sasahagatang nhà nó sầm bá dút tầng á sần khà rí cần ê cần hai tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ sô manas sa sa ha ga tầng nhà nó sầm bá dút tầng sa sần khà rí cần ê cần ba tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ sô manas sa sa ha ga tầng nhà nó quyết bá dút tầng Asankhari cần, e cần. 4. Tâm duy tác thọ hỷ ly trí hỗ trợ. So manas, sasahagatang, nhà na vip payutang, sasankhari cần, e cần. Dạ, đọc dưới đây thôi đúng không anh Mỹ? Dạ, dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính mời đạo trang ạ. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Tha Giá. Dạ, con hành kính lĩnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con kính chào đồng chàng. Dạ, con xin đọc bài. Tám tâm duy tác dục giới hữu nhân. Imani attha bi sa
hê chúc ca ca ma quá chá rá khí đi giá chít tà ní nà má tâm di tác thọ hỷ hợp trí vô trợ sô má ná tá hạ tăng nhà ná tâm bá dút tăng á sân kha đi căng ê căng hai tâm di tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ sô má ná xá xá há giá tăng nhà ná xâm bá dút tăng xá sân kha đi căng ê căng ba tâm di tác thọ hỷ vi trí vô trợ sô má ná xá xá há giá tăng nhà ná tiếp bá dút tăng á sân kha đi căng ê căng bốn tâm di tác thọ hỷ ly trí hỗ trợ sô má ná xá xá há giá tăng nhà ná kiếp bá dút tăng xá sân kha lý căn ê căn số 7 tâm di tác thọ xả ly trí vô trợ ú bết kha xá há gá tăng nhà ná viết bá dút tăng á sân kha lý căng ê căng tám tâm di tác thọ xả ly trí hữu trợ ú bết kha xá há gá tăng nhà ná viết bá dút tăng xá sân kha lý căng ê căng. Dạ con đã đọc bài xong, dạ con xin xuống mít ạ. Dạ kính chi ăn anh nghĩ ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ con không biết có ai cầm sao không ai hết. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa đến với đạo tràng. Dạ con kính mời đạo tràng à, con hồi nãy giờ con bị không nghe tín hiệu. Mời sức tịnh tâm. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đọc ạ. Con xin xuống mít ạ. Dạ Nam mô Bích Đà. Dạ Nam mô Nam Mai Tha. Dạ dạ con xin trí kính lễ ba ngôi tam bảo Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Con xin kính lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính lễ sư Pháp Trang. Con xin kính lễ toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài. Cả nhà nghe con rõ không vậy? Dạ, cảm ơn Mỹ, anh Mỹ. Đọc cái số 5 đó phải không Mỹ? Rồi, rồi, đọc cái số 5. Tâm duy tác, thọ xả, hợp trí, vô trợ. Upekha sahagatang nhà nasam payutang asankarikang ekang số 6 tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ upekha sahagatang nhà nasam payutang asankarikang ekang cái sao số 6 đó trong cái màn hình nó bị blank out đó anh Mỹ, anh vui lòng cho lại cái số 7. Số 7 dạ. Tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ upekkha sahagatang nhà na vippayutang sasankarikang ekang. Số 8, tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ upekkha sahagatang nhà na vippayutang sasankarikang ekang. Dạ. Tâm có đọc luôn tức là Mỹ bây giờ post lên cái nào là đọc cái đó phải không mình Mỹ? Rồi đọc luôn. Yes. Xa thứ chạy tùm lum rồi. Tâm duy tác dục giới hữu nhân imani attapi sahet
tuka kama vachara kiriya ta ni na map. Sao không có đọc cái câu kính lễ ha. Tâm duy tác dục giới hữu nhân ima ni atthapissa he tuka kama vachara kiriya chitta ni na ma. Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ so manasa sahagatang nhà na sam payutang asankhari kang e kang. Số 2, đọc ngược lại. Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ so manasa sahagatang nhà na sam payutang asankhari kang e kang. Số 3, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ. Vô trợ mới đóng tiêu rồi. So manasa sahagatang nhà nó quýt ba yut tăng asankhari kang e kang. Số 4, tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ so manasa sahagatang nhà nó quýt ba yut tăng asankhari kang e kang. Dạ, con đã đọc bài xong. Kính tri ân anh Mỹ đã post bài và con xin kính nhường mic lại cho vị kế tiếp. Dạ, xin mời tất cả cả nhà. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, cô tu nữ, con kính chào thầy đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Tám tâm duy tác dục giới hữu nhân. Ima ni athabi sa he tu ka kama vachara kridiya citta ni nama. Một, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. So manasa sahaga tăng nhà na sam bayut tăng asankhari kang e kang. Hai, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So manasa sahaga tăng nhà na sam bayut tăng asankhari kang e kang. Ba, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ. So manasa sahaga tăng nhà na vip bayut tăng asankhari kang e kang. 4. Tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ. So manasa sahaga tăng nhà na vip bayut tăng asankhari kang e kang. 5. Tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ. Ubekha sahaga tăng nhà na sam ba yut tăng asankhari kang e kang. 6. Tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ. Ubekha sahaga tăng nhà na sam ba yut tăng asankhari kang e kang. 7. Tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ. Ubekha sahaga tăng nhà na vip ba yut tăng asankhari kang e kang. 8. Tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Ubekha sahaga tăng nhà na vip ba yut tăng asankhari kang e kang. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, mời Sistina. Dạ, thưa con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và sư Thanh Tâm và quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Tám tâm di tác nghiệp giới hữu nhân. Ima ni atapi sahe tuka kamawacha kiriya chitta ni nama. Tâm di tác thọ trợ. So manasa sahaka tăng nhà nát sam bát yut tăng sa sang kha ri khang e khang. Số 3, tâm di tác thọ hỷ ly trí vô trợ.
su manasa sahagat tang nhana vipayut tang asankha kan e kan. 4. Tâm di tác thọ, thọ hỷ ly, trí hỗ trợ. Su manasa sahagat tang nhana vipayut tang asankha ri kan e kan. Số 5. Tâm di tác thọ xã, hợp trí vô trợ. Upekha sahagat tang nhana sampayut tang asankha ri kan e kan. Số 6. Tâm di tác thọ xã, hợp trí hỗ trợ. Upekha sahagat tang nhana sampayut tang asankha ri kan e kan. Số 7. Tâm di tác thọ xã, ly trí vô trợ. Upekha sahagat tang nhana vipayut tang asankha ri kan e kan. Thứ 8. Tâm di tác thọ xã, lý trí hỗ trợ. Upekha sahagat tang nhana vipayut tang asankha ri kan e kan. Dạ thưa, con đã đọc bài hết, con xin mời vị kế tiếp. Con kính cảm ơn quý sư và đạo tràng. Dạ, con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng, con kính lãnh lễ sư pháp trang, con xin kính lãnh lễ quý bà quý cô sư nữ, xin kính chào tất cả anh chị em trong lớp. Dạ, con xin được đọc. Tám tâm duy tác dục giới hữu nhân. Ima ni a tha pi sa hệ tu ca ca ma va cha ra kiriya chit tà ni nà má. Số 1. Tâm di tác họ hỷ, hợp trí vô trợ. Sô ma na sa sa ga tăng nhà na sam ba du tăng a sang kha ri căng e căng. Số 2. Tâm di tác họ hỷ, hợp trí hữu trợ. Sô ma na sa sa ga tăng nhà na sam ba du tăng sa sang kha ri căng e căng. Số 3. Tâm duy tác thọ hỷ, ly trí vô trợ. Sô ma na sa sa ga tăng nhà na vít nhà na vít pa yut tăng a sang kha ri căng e căng. Số 4. Tâm duy tác thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Sô ma na sa sa ga tăng nhà na vít pa yut tăng sa sang kha ri căng e căng. Số 5. Tâm di tác thọ xã, hợp trí vô trợ. Upekha sa ga tăng nhà na sam ba yut tăng a sang kha ri căng e căng. Số 6. Di tác thọ xã, hợp trí hữu trợ. Upekha sa ga tăng nhà na sam ba yut tăng sa sang kha ri căng e căng. Số 7. Tâm di tác thọ xã, ly trí vô trợ. Upekha sahaga tang nhà na vit payut tang asankhari e căng. Số 8. Tâm di tác thọ xã, ly trí hữu trợ. Upekha sahaga tang nhà na vit payut tang asankhari căng e căng. Dạ con đã đọc xong. À, con xin cảm ơn đạo tràng. Con xin được xuống mít. Con kính mời thính pháp. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con tên là Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Trang, Chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ. Dạ kính chào đạo tràng, dạ con xin đọc bài ạ. Tám tâm di tác dục giới hữu nhân. Ima ni athapi sa he tu ka ka ma vachara kiriya citta ni na ma. Số 1. Tâm di tác thầy hợp trí vô trợ. So manat sa sa ha gat tang nya na sambayut tang asankari kang e kang. Số 2. Tâm di tác thọ hỷ, hợp trí hữu trợ. So manat sa sa ha gat tang nya na sambayut tang asankari kang e kang. Số 3. Tâm di tác thọ hỷ, ly trí vô trợ. So manat sa sa ha gat tang nya na sambayut tang asankari kang e kang. Số 4. Tâm duy tác thời hỷ, ly trí hỗ trợ. Sô ma nát sa sa ha gat tăng nhà na bi pa yut tăng sa sang ca ri càng e càng. Số 5. Tâm duy tác thọ xã, hợp trí vô trợ. U pe ca sa ha gat tăng nhà na sam pa yut tăng a sang ca ri càng e càng.
Số 6. Tâm duy tác thọ xã hợp trí hữu trợ. Upekkha sahagatang nhana sampayuttang sasankari kang e kang. Số 7. Duy tác thọ xã lý trí vô trợ. Upekkha sahagatang nhana vipayuttang asankari kang e kang. Số 8. Tâm di tác thọ xã lý trí hữu trợ upekkha sahagatang nhana vipayuttang sasankari kang e kang. Dạ con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Nam mô Bụt Dạ, Nam mô Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Ima ni attha he tu ka ka ma vacchara kiriya citta ni nama. Tám tâm duy tác dục giới hữu nhân. Một, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. Sô ma ná sa sa ha gá tăng nhà ná sầm ba yút tăng á sằng khà rí cằn ề cằn. Hai, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Sô ma ná sa sa ha gá tăng nhà ná sầm ba yút tăng xá sằng khà rí cằn ề cằn. Ba, tâm di tác thọ hỷ ly trí vô ở à ná quýt bá dút tăng á sằng khà rí cằn ề cằn. Số 4, tâm di tác hỷ ly trí hữu trợ. Sô má ná xá xá gá tăng nhà ná quýt bá dút tăng xá sằng khà rí cằn ề cằn. Số 5, tâm di thọ xã hợp trí vô trợ. U bét khà xá há gá tăng nhà ná sầm bá dút tăng á sằng khà rí cằn ề cằn. Số 6, tâm di tác thọ xã hợp trí hữu trợ. U bét khà xá há gá tăng nhà ná sầm bá dút tăng xá sằng khà rí cằn ề cằn. Số 7, tâm di tác thọ xã ly trí vô trợ. U bét khà xá há gá tăng nhà ná quýt bá dút tăng á sằng khà rí cằn ề cằn. Số 8, tâm di tác thọ xã ly trí hữu trợ. U bét khà xá há gá tăng nhà ná quýt bá dút tăng xá sằng khà rí cằn ề cằn. Dạ con đã đọc xong rồi, con xin xuống mít. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Dạ. Tám tâm duy tác dục giới hữu nhân. Ima ni attabisa he tukakka ma vacchara kriya citta nina ma. Một, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. Sô mana sa sa ha ga tăng nhà na sam ba yut tăng a sang kha ri càng e càng. Hai, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Sô mana sa sa ha ga tăng nhà na sam ba yut tăng sa sang kha ri càng e càng. Ba, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ. Sô mana sa sa ha ga tăng nhà na huyết ba yut tăng a sằng khà ri càng ề càng. Bốn, tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ. Sô mana sa sa ha ga tăng nhà na huyết ba yut tăng sa sằng khà ri càng ề càng. Năm, tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ. Upekkha sa ha ga tăng nhà na sầm ba yut tăng a sằng khà ri càng ề càng. 6. Tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ. Upekkha sahaga tăng nhà na sam bayut tăng sa sằng khà ri càng e càng. 7.
tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ. Ubekha sahagatang nhà na huyết ba yut tang a sằng khà ri càng ề càng. 8. Tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Ubekha sahagatang nhà na huyết ba yut tang sa sằng khà ri càng ề càng. Dạ con đã đọc bài xong. Cảm ơn Mỹ ạ. Dạ xin mời vị kế tiếp. Alo chị nghe. Chị Nhung ơi, chị chưa có thảm đấy. Ủa vậy hả? Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Ga, Ya con kính lạy, con kính lạy Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con kính lạy sư Thanh Tâm, con kính lạy sư Pháp Trang, con kính lĩnh lễ đạo tràng, con xin trả bài. Tám tâm duy tác dục giới hữu nhân, imani atapi sahetukakhamavacara riki, xin lỗi. Kama vachara kiriya chitta ni nama. 1. Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. So manas sahagatang nhà na sampayuttang asankharikang ekang. 2. Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So manas sahagatang nhà na sampayuttang asankharikang ekang. 3. Tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ. So manas sasahagatang nhana vipayuttang asankharikang ekang. 4. Tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ. So manas sasahagatang nhana vipayuttang asankharikang ekang. 5. Tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ. Upekkha sasahagatang nhà na sampayuttang asankharikang ekang. 6. Tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ. Upekkha sahagatang nhà na sampayuttang asankharikang ekang. 7. Tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ. Upekkha sahagatang nhà na vipayuttang asankharikang ekang. 8. Tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Upekkha sahagatang nhà na vipayuttang sasankharikang ekang. Dạ. Em mời Nguyễn Như. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ ôn qua tới trang 260. Ồ, anh Kevin muốn Nguyên Như đọc luôn hả anh Kevin? Dạ, sao thú. Con xin đọc lại cái bài hồi nãy giờ cả nhà đọc. Số 1, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ.
so manas sasahagatang nhà ná sầm bá dút tăng á sằng khà rí căng ê căng. Số 2. Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. Sô má ná sá sá há gá tăng nhà ná sầm bá dút tăng sá sằng khà rí căng ê căng. Số 3. Tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ. Sô má ná sá sá há gá tăng nhà ná quýp bá dút tăng á sằng khà rí căng ê căng. Số 4. Tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ. Sô ma ná sa sa ha ga tăng nhà ná quýp ba yút tăng sa sằng khà rí căng ê căng. Số 5. Tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ. U bách khà sa ha ga tăng nhà ná sầm ba yút tăng á sằng khà rí căng ê căng. Số 6. Tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ. U bách khà sa ha ga tăng nhà ná sầm bá dút tăng sa sằng khà rí căng ê căng. Số 7. Tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ. U bách khà sa ha ga tăng nhà ná quýp bá dút tăng á sằng khà rí căng ê căng. Số 8. Tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. U bách khà sa ha ga tăng nhà ná quýp bá dút tăng sa sằng khà rí căng ê căng. Dạ, Nguyên Như đã đọc xong tám tâm. Dạ, bây giờ Nguyên Như xin kính mời cả đạo tràng chúng ta cùng nhau ôn trang 260, tức là sự diễn tiến trong quá trình tục sinh thai bào. Cái phần này nó cũng hơi lạ lạ và nó cũng hay hay. Nguyên Như phải tìm quý vị trong những cái tài liệu mà của thầy kinh đăng lên hồi xưa đó. Còn cái những cái trong cái những cái cuốn từ điển á, thì họ cũng định nghĩa một chút xíu về cái phần ca lá lá này, nhưng mà không có kiếm ra được nhiều cái tài liệu lắm đâu. Nguyên Như không biết là trong những cái cuốn sách ở dưới đất á, chứ mà nếu mà cuốn sách ở trên Google và trong cái Facebook thì không, Nguyên Như không có tìm được những tài liệu viết rõ về những cái ca lá lá này. Nếu mà chị Hồng Nhung có học được lớp nào khác mà bổ túc thêm những cái phần này rất là hay, sa thú chị Nhung. Và nếu mà chị kiếm được á chị. Cái đây là em kiếm thêm những cái mà em kiếm được thôi nha. Cái phần cái tâm tục sanh á, khi mà cộng những cái chất cực nhỏ nó phát sanh ra thì gọi là cá lá lá. Tiếng Việt mình dịch ra loãng hoàng. Thì Nguyên Như theo trong cái tài liệu ở trên trong Facebook và trong cái Google á, thì cái chữ hoàng này á, Nguyên Như kiếm nó được là chữ rê nha cả nhà, chứ không phải là không có chữ rê. Noãn hoàng. Cả sát na tâm đầu tiên á, thì lúc nào nó cũng có cái sắc pháp sanh chung, là danh sắc nó đi chung với nhau, nó có sắc đa tâm và nó có luôn sắc pháp. Và cái noãn hoàng cá lá lá này là một cái chất lỏng. Nó rất là trong, nó cực nhỏ. Thí dụ của cái sự nhỏ này, thì kinh nói là khi mà mình lấy một cái cọng tóc, mình nhúng vào một cái miếng dầu, rồi mình vẩy cái cọng tóc đó 7 lần, thì cái chất dính bé xíu xíu còn lại đó, thì nó mới gọi là cá lá lá, tức là nó nhỏ. Đến khi mà mình vẩy cái miếng dầu 7 lần luôn, tí xíu 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 đó, thì cái đó mới gọi là cá lá lá. Và cái chất cá lá lá này á, xuất hiện ngay cái giai đoạn đầu của thai bào luôn. Mà người ta tin rằng cái chất cá lá lá này là kết tinh của nghiệp lực. Nó không phải là tinh dịch của cha, nó cũng không phải là noãn châu của người mẹ luôn. Mà cái chất này chính là do nghiệp tạo. Rồi cái phần khác nữa là có tinh dịch và cái noãn châu khỏe, đủ điều kiện thì lúc đó nó mới xuất hiện bắt đầu của cái sự tục sinh. Tức là bốn điều kiện để mà phát sinh một cái tai sanh thì có bốn phần. Thứ nhất là mình phải có một cái tâm tục sinh. Thứ hai là mình phải có cái chất cá lá lá, tức là gọi là noãn hoàng. Thứ ba là mình phải có cái tinh dịch và thứ tư là phải có noãn châu. Và trong cái bốn phần này
thì hai cái phần đầu tiên có nghĩa là tâm tục sinh và cái chất cá lá lá này đó, thì nó thuộc về cái nghiệp trong quá khứ. Hai cái phần sau á, là tinh dịch và noãn châu, thì là nghiệp trong hiện tại. Thì khi mà cái bốn điều kiện này nó xảy ra thì nó sẽ phát sinh ra một cái thai sanh không có thiếu được nào hết quý vị ha. Nguyên Như xin đi kế tiếp cái phần kế là sự hiện khởi của sắc pháp. Thì mình cũng chia ra làm nhiều phần. Mình chia ra cái phần A lớn đây là đối với thai sanh. Phần B lớn là tục sanh bằng cách quá sanh. Và phần C lớn là tục sanh bằng cách thấp sanh. Nguyên Như xin đi vào cái phần đầu là tục sanh bằng cách thai sanh. Thì nó nhiều tuần lễ. Cái tuần lễ đầu tiên hoặc gọi là tuần lễ thứ nhất á, thì đó cái chất sắc cá lá lá nó phát sinh. Có ba cái bọn sắc nghiệp đầu tiên nó sẽ sanh khởi cùng một lúc với tâm tục sinh. Lúc này tâm tục sinh, lúc này là nó rất là bé xí xí thôi. Nó gồm có, thứ nhất là sẽ có bọn thần kinh thân, thứ hai sẽ có bọn sắc tính, và thứ ba có bọn sắc ích ý vật, là sắc để mà cho tâm nương. Thì cái lúc này đó, thầy Kinh chỉ nói sơ qua cho mình là cái tuần lễ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba nó ra làm sao thôi nha quý vị. Mình không có đi chuyên sâu vào cái sắc pháp như là những cái bài phía sau. Thành ra mình không cần đi sâu vô, mình chỉ nói sơ để mình hiểu sơ sài về cái việc này thôi. Cái tuần lễ thứ hai thì lúc này cái chất sắc Abuda nó sẽ phát sanh. Tức là sao? Cái chất cá lá lá nó sẽ biến dạng từ cái chất trong suốt và bé xíu. Nó sẽ biến dạng thành một cái chất nước, nó hơi sệt một chút và nó lớn lên được một chút xíu. Thì cái chất hơi sệt và nó to hơn một chút xíu này, nó sẽ được gọi là chất Abuda. Lúc này nó sẽ có màu hồng nhạt. Lúc này đó thì bắt đầu có cái sắc vật thực nó sanh rồi đó. Tiếp tới cái tuần lễ thứ ba thì cái chất Abuda này nó phát triển lớn lên thành một cái cục thịt đỏ. Mà cái cục thịt đỏ này sẽ có một cái tên mới gọi là chất PC. Chất PC. Cái tới tuần lễ thứ tư thì cái chất PC nó sẽ bắt đầu nó phát triển lên, nó trở nên cứng và chắc và có dạng như là cái quả trứng gà. Thì lúc này chất PC sẽ đổi cái tên khác, lúc này gọi là chất khá ná. Chất khá ná. Đến cái tuần lễ thứ tư thì cái chất khá ná này nó bắt đầu nó nhú ra làm 5 cái núm. Nó chia làm 5 cái phần, có 5 cái núm. Một cái núm lớn và 4 cái núm nhỏ. Đó là cái sự hình thành của đầu và hai tay, hai chân của một đứa bé. Thì lúc này cái chất khá ná nó sẽ đổi thành một cái tên khác nữa. Nó gọi là bành chá si khá. Bành chá là số 5 đó cả nhà. Bành chá si khá. Và từ đây cái chất bành chá si khá này nó phát triển, bắt đầu nó lớn lên từ từ, nó hình thành, bắt đầu nó hình thành toàn thân nè, nó hình thành tóc nè, lông nè, móng nè, lúc đó nó cũng từ từ nó xuất hiện từ từ lên. Cái giai đoạn này nó gọi là thời kỳ thái tục của sắc pháp. Bắt đầu nó rõ ràng ra, từ cái lúc đầu tiên á, thì nhà thấy nó từ cái tuần lễ thứ một là nó chỉ một chút xíu cái chất nước, bắt đầu nó từ từ lên. Tới cái tuần lễ thứ năm á, thì bắt đầu đầu mình, tay chân nó mới hiện đầy đủ ra. Thành ra người ta gọi cái giai đoạn này mới thời kỳ tái tục của sắc pháp, nó mới hiện ra rõ ràng cho mình thấy. Đến cái tuần lễ thứ 11, tức là nó lớn dần đơn lên. Tới cái tuần lễ thứ 11 á, thì thời gian này các sắc mà thuộc hệ thần kinh, tức là nhãn nè, nhĩ, tỷ, thiệt, nó bắt đầu sanh khởi cùng một lúc. Nếu mà người nào mà bị tật nguyền thì lúc này những cái căn nó sẽ không có xuất hiện. Tức là có người mà bị mù mắt, hư mắt nè, có những cái người mà bị không có cái lưỡi nó bị thiếu, bị thiệt và mũi nó bị hư này kia đó, thì những cái vị này bị khuyết tật lúc này nó cũng sẽ bị thiếu. Nhưng mà nếu mà đầy đủ á, thì nó sẽ ra tất cả những cái hệ thần kinh còn lại là nhãn, nhĩ,
tỷ, thiệt. Tại sao mà người ta nói chỉ có nhãn nhĩ tỷ và thiệt ở đây thôi? Tự vì người ta sẽ không nhắc tới cái thần kinh thân nữa. Vì sao? Vì thần kinh thân đã sanh từ cái sát na đầu tiên rồi. Từ cái tuần thể thứ nhất, đó, từ cái sát na đầu tiên đó đã xuất hiện rồi. Thành ra tới cái phần cái tuần lễ thứ 11 đó cả nhà, người ta chỉ nói bốn cái hệ thần kinh còn lại là nhãn, nhĩ, tỷ và thiệt thôi. Ha. Rồi đến đây đó, thì các sắc cứ diễn tiến từ từ và đó sanh diệt liên tục cho tới khi mà mình mạng chung. Nếu mà mình chưa có giải thoát, nếu mà mình chưa có niết bàn đó, thì nó cứ như vậy, nó tiếp tục sanh diệt hoài vậy đó. Nguyên Như xin đi qua kế cái phần B là tục sanh bằng cách hóa sanh. Thì mình có chư thiên dục giới, chư phạm thiên sắc giới, các loài Atula, các loài ngạ quỷ và các chúng sanh ở trong địa ngục. Thì những cái loài này nó sẽ sanh, những cái loài này sẽ sanh bằng cách hóa sanh. Ngoại trừ một số các trường hợp đặc biệt, thí dụ như là chư thiên dục giới, khi vừa khởi cái tâm độc tục sinh, đồng thời có bảy bọn sắc sanh, năm bọn sắc thần kinh, bọn sắc tính, bọn sắc ý vật. Như vậy thì chư thiên ở cõi dục giới có nam và có nữ. Chư thiên ở phạm thiên sắc giới thì có hai bọn thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ xuất hiện trong cõi thiền sắc giới, chỉ có mắt và tai. Có nghĩa là có thân, những vị này có thân tướng nhưng mà không có những hệ thần kinh khác ngoại trừ thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ. Chư vị phạm thiên không có hưởng dục nữa đối với những cái hệ thần kinh như mũi, lưỡi và thân. Nguyên Như xin phép cái chỗ này, thường thường á, mà mình học á, mình cứ không có nhớ là tại sao mà khi mà một cái phạm thiên chỉ có hai phần thôi. Có nhiều khi mình ngồi mình thầy kinh hỏi cái mình nhớ không biết á, là mình chư vị phạm thiên này có mắt hay là mũi, hay là mắt hay là tai. Quý vị nhớ không? Nhiều khi mắt với miệng mà mình cứ lộn tới lộn lui đó. Tự nhiên Nguyên Như nghĩ ra một cái, Nguyên Như có thể chia sẻ, nếu mà cả nhà thấy dễ thì các cả nhà có thể xài ha. Tức là Nguyên Như thấy mình có năm hệ thần kinh là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì cái mắt á, và cái lỗ tai của mình, quý vị thấy cái hàng ngang không? Tức là con mắt với lại lỗ tai mình á, mình để giống như chữ T vậy đó, thì nó nằm ngang với nhau. Còn cái mũi nè, miệng và phía thân, nó giống như đầu chữ T, nó đi xuống phải không cả nhà? Tức là cả nhà tưởng tượng nó có một cái chữ T, thì con mắt với cái lỗ tai á, là cái chữ ngang, gạch ngang của chữ T. Và mũi, miệng và thân, nó là cái gạch xuống của chữ T. Thành ra mình cứ nhớ là phạm thiên sắc giới là cái ngàn ngang đó. Thành ra như vậy thì mình sẽ nhớ là mắt và tai mà mình sẽ không có bị quên nữa. Như thấy cái trick đó như không biết có vượt hay không. Nhưng mà như thấy cứ nhớ không biết là mắt với mũi hay mắt với tai cứ lộn hoài, thì mình có thể dùng cái trick đó để mình nhớ bài ha cả nhà. Nếu mà cả nhà xài được thì sao thú ha. Như xin đi tiếp. Những điều đặc biệt là những vị phạm thiên sắc giới sẽ không có hơi thở, bọn vật thực cũng không có sanh, tự vì những vị này chỉ sống bằng hỷ lạc do thiền mà thôi. Những vị phạm thiên vô tưởng, ngay từ lúc tục sinh đã không có tâm, mà chỉ có sắc mạng quyền sinh thôi. Đặc biệt hơn nữa là những vị phạm thiên cõi vô sắc, khi mà tục sinh thì những vị này hoàn toàn không có, tức là không có thân tướng, mà chỉ có tâm sinh khởi liên tục hàng ngàn đại kiếp. Những vị này sống rất là lâu mà nó không có sắc, chỉ có tâm mà thôi. Các chúng sanh ở trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, Atula cũng quá sanh như các vị trời dục giới với bảy bọn sắc, tức là năm bọn sắc thần kinh cộng với bọn sắc tính cộng với bọn sắc ý vật. 5 cộng 1 cộng 1 là 7, phát sanh cùng một lúc với tâm tục sinh. Đặc biệt là những chúng sanh ở trong địa ngục này, không ngạ quỷ Atula này, thì không có bị khiếm khuyết về các căn mắt,
tai mũi lưỡi, vì chúng phải có đầy đủ để trả các ác nghiệp mà chúng đã tạo. Cái chỗ này nè, thì như thấy thầy để là chúng sanh ở trong địa ngục, ngạ quỷ và Atula, tức là ba cái giới này đó không có bị khiếm khuyết về các căn, cả ba luôn. Theo như thấy là như vậy. Như xin qua tới cái phần C là tục sanh bằng cách thấp sanh. Những cái loài thấp sanh là những loài sanh nơi ẩm thấp, và phát triển của sắc nghiệp cũng giống như là loài thai sanh. Nhưng mà điểm duy nhất sai biệt trong cái loài này là sắc vật thực hay là đoàn thực được sanh khởi từ khi chúng nuốt nước miếng vào. Tóm lại, khi ở cõi dục giới thì sẽ có đủ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh, tức là ở cõi dục giới sẽ có đủ hết. Khi mà ở cõi sắc giới chỉ có hóa sanh. Khi mà ở cõi vô sắc thì sắc không có sanh, tức là không có sắc sanh. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần cuối cùng là cái tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Maha Kiriya Kama Vachara Chitta. Tám tâm duy tác dục giới. Attha Kama Vachara Kiriya Chitta Ni. Cái chữ Maha thì có nghĩa là đại hay là to lớn. Cái chữ Kiriya là một cái hành động mà không có cho ra kết quả. Kiriya mình có dịch theo nghĩa đen, có nghĩa là chỉ làm thôi. Ở đây có nghĩa là sanh lên rồi diệt đi. Làm ở đây có nghĩa là như vậy, sanh lên rồi diệt đi. Cái chữ tâm duy tác thì có những cái định nghĩa khác nhau. Nguyên Như cũng thấy một số nó hơi lặp lại, nhưng mà Nguyên Như thấy không có bỏ ra, từ gì có người thì thấy những cái định nghĩa này nó dễ hiểu cho mình, có những vị thì thấy định nghĩa khác dễ hơn. Thành ra Nguyên Như thấy bỏ cái nào cũng uổng, thành ra Nguyên Như gom lại đây. Mình thấy cái nào dễ cho mình thì mình xài hai cái nhà. Tâm duy tác là cái tâm duy nhất chỉ có hành động mà không có cái hậu quả của hành động đó. Đây là một cái, cũng là một cái định nghĩa của tâm duy tác. Là tâm duy nhất chỉ có hành động mà không có hậu quả của hành động đó. Duy nhất là chỉ có tâm duy tác nó mới như vậy thôi ha. Cái thứ nhì, chỉ có trong cái bậc thánh A-la-hán mà thôi. Phàm phu và những bậc thánh hữu học không có. Chỉ có bậc cuối cùng là cái bậc A-la-hán thì mới có những cái tâm này. Có những sách thì Nguyên Như thấy có thêm cái phần là Phật độc giác và Phật chánh đẳng chánh giác nữa. Mà có những sách thì chỉ ghi là bậc A-la-hán thôi. Chung là từ A-la-hán trở lên thì mới xài được tâm duy tác. Một cái định nghĩa nữa là chức năng của cái tâm duy tác sẽ giống hệt như ở tâm đại thiện. Tức là nó làm hết mọi chuyện mà tâm đại thiện có thể làm. Thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Mà cái nhiều hơn hay ít hơn thì sẽ tùy thuộc vào khả năng của mỗi vị A-la-hán. Thành ra khi mà mình nói cái vị đó chứng đạo A-la-hán thì không có nghĩa là tất cả các vị A-la-hán đều giỏi như nhau hết. Tùy cái nghiệp, tùy cái mức độ tu hành, tùy cái ba la mật của vị đó, mà cái vị đó chuyên giỏi về cái loại thần thông gì, hoặc là cái vị đó cũng chưa có thần thông luôn, giống như hôm bữa mình học đó cả nhà. Và cái loại thần thông hoặc là một cái sự nhanh nhẹn của cái vị đó thì có thể nhiều, có thể ít, mà cái chức năng của cái tâm duy tác của mỗi vị A-la-hán nó sẽ rất là khác nhau. Cái tâm chích tác của cái vị A-la-hán không có năng lực nghiệp báo, tức là không có cái karma. Tức là khi mà những vị A-la-hán làm việc thì họ dùng những cái tâm duy tác để làm việc, nó không có cho quả. Cho nên tâm của các ngài được gọi là duy tác, có nghĩa là như vậy đó. Nó hoạt động như là một cái tâm bình thường thôi, nhưng mà khác đó, là khi nó hoạt động xong rồi nó biến mất. Còn những cái tâm của chúng sanh mình á, khi mà cái tâm nó hoạt động á, thì nó để lại cái nghiệp báo. Nếu mà tâm thiện thì nó để lại nghiệp thiện. Nếu mà tâm bất thiện thì nó để lại nghiệp bất thiện. Chứ không
không có cái loại tâm nào mà nó không có cái năng lực nghiệp báo trừ tâm của các vị A-la-hán mà thôi. Cả nhà nhớ chỗ này ha. Nguyên Như xin lặp lại ở đây, nó hoạt động như là một cái tâm chích tá, nhưng mà rồi nó biến mất. Nó không có để lại một cái tiềm năng cho quả nào hết. Đó là sự khác nhau giữa cái tâm thiện Kusala và tâm duy tác Kiriya. Cái tâm sở tư của trong cái tâm duy tác này, nó tuyệt đối không có cái khả năng tạo nghiệp để cho các quả dị thục như là các tâm đại thiện. Cái chỗ là sao? Tức là tâm sở tư. Nó có trong cái tâm duy tác này thì nó rất là yếu. Nó yếu tới nỗi mà nó không có cái khả năng tạo nghiệp luôn. Tức là những vị A-la-hán này chỉ xài xong những cái tâm này thì nó biến mất luôn. Nó không có còn lại trên đời này nữa. Chúng chỉ đơn giản là những cái phương tiện và để mà làm việc trong cái đời sống hiện tại. Nó không để lại một cái chủng tử nào trong tương lai. Thì nó gọi là hoặc là ký rí giá. Thành ra như thấy những cái định nghĩa xoay qua xoay lại của một vấn đề, nó chia sẻ những cái khác nhau, nó cũng hay hay cả nhà. Thành ra Nguyên Như giữ lại hết. Vị nào thấy cái chỗ nào xài được hay thì vị đó xài chỗ đó ha. Trong 54 cái tâm dục giới này thì mình sẽ có 45 cái tâm mình dành cho phàm phu, và 8 cái tâm duy tác, và một cái tâm cuối cùng là tâm sinh tiếu hoặc là tâm ưng cúng vi tiếu, là của riêng bậc A-la-hán mà thôi. Tức là 45 cộng với 9 là 54, mà trong đó 45 tâm của phàm phu và 8 cái tâm duy tác và một cái tâm vi tiếu là 9 cái tâm còn lại là của riêng bậc A-la-hán mà thôi. Người tam nhân, có một cái nốt ở đây. Người tam nhân ở cõi dục giới, nếu mà cái vị tam nhân này mà có đủ lành để đắc được pháp thượng nhân. Khi mà mình nói đắc được pháp thượng nhân, tức là mình đề cập tới vấn đề thiền định và đạo quả. Thì khi mà cái vị tam nhân này đủ duyên lành để mà đắc được thiền định và đạo quả, mà mình gọi là đủ duyên lành để đắc được pháp thượng nhân đó, thì vị này khi mà tu thiền định, tức là thiền chỉ tịnh, samatha phà quá nà, họ sẽ vẫn có thể có được 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới. 5 tâm thiện sắc giới mà tiếng Pali gọi là Rupa Vachara Kusala Citta, Rupa Vachara Kusala Citta, và 4 tâm thiện vô sắc giới Arupa Vachara Kusala Citta, Arupa Vachara Kusala Citta. Tu thiền thì vị này vẫn có thể đạt được. Nếu mà vị này đạt thiền. Còn nếu mà vị này tu tuệ quán đó, Vipassana Phà Quá Nà, thì vị này cũng có cơ hội sẽ có đủ 40 cái tâm siêu thế. Tức là đặc biệt của người tam nhân. Nếu mà cái vị này ở cõi dục giới thì họ tu được nha quý vị. Nếu mà mình lọt vào những cái người tam nhân này thì mình cố gắng ha. Tức là mình có thể đạt được 40 tâm siêu thế. Mà mình hiểu nôm na là khi mà mình được vô 40 tâm si thế này là mình đã có cái tâm thánh rồi đó. Thành ra nếu mà mình là người có tam nhân. Nguyên Như xin phép chia sẻ một chút xíu chỗ này. Nguyên Như có hỏi một vị sư đó. Thì Nguyên Như hỏi là bạch sư, nếu mà mình gặp một người, mình có thể biết được cái người này là tam nhân hay là không? Thì sư trả lời là không thể biết được, chỉ có Đức Phật mới có cái khả năng và một số vị A-la-hán mới có khả năng mà biết được là một cái người là người tam nhân hay là không có tam nhân. Chứ mình là phàm phu thì mình không thể nào mà mình phán xét cái người đó tam nhân hay không. Nhưng mà cái chance á, mà để người đó, tức là cái cơ hội mà để người đó có thể là người tam nhân á, nếu mà thứ nhất là người đó có thiền, thứ hai là người đó biết học phước, làm phước, biết học pháp, mà học được, sư cũng nói là nếu mà mình học được cái môn di diệu pháp, rồi mình có hành thiền, mình biết bố thí, mình dùng cái tâm hợp trí, thì mình
có thể gọi là người đó cái big chance, tức là cái cơ hội mà người này làm tam nhân rất là cao, thì mình có thể nói được như vậy. Nhưng mà để quả quyết chắc chắn là người này nhị nhân hay là người này là tam nhân thì mình không có dám nói. Đó, thì cái cách của sư nói là vậy. Nếu mà người này có biết đi chùa, biết ngồi thiền, biết theo khóa thiền, biết làm việc thiện, biết giữ bát quan, rồi biết học những cái môn khó, biết học vi diệu pháp, rồi mình nghiên cứu kinh điển, mình tức là mình làm liên tục như vậy á, mình thiền sáng trưa chiều, mình theo giống như ngài Giác Nguyên nói, tức là cái tâm mình tu chánh niệm từng sát na, rồi mình biết mình không chánh niệm chỗ nào vậy đó, thì cái người đó có cái chance rất là lớn là người đó là người tam nhân. Thì mình nghe như vậy mình cũng hoan hỷ ha cả nhà. Nhưng mà mình không bao giờ mình nói là người đó là tam nhân hay là nhị nhân, nhưng mà có cái chance thôi. Tức là mình có thể nghĩ như vậy, nói chung là như vậy. Thì cũng có nghĩa là có thể tu tập và mình có thể đắc được cái gọi là đắc pháp thượng nhân đó. Hồi nãy là Nguyên Như đã đi qua một cái phần là tám tâm rồi. Nguyên Như xin đọc lại một lần nữa, tự nhớ theo cái bài luôn cho nó gọn ha. Số 1, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. Sô má nát sá sá há gát tăng, nhà ná sầm bá dút tăng, á sằng khà rí cằn ê cằn. Số 2, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. Sô má nát sá sá há gát tăng, nhà ná sầm bá dút tăng, sá sằng khà rí cằn ê cằn. Số 3, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ. Sô má nát sá sá há gát tăng, nhà ná quýt bá dút tăng, á sằng khà rí cằn ê cằn. Số 4, tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ. Sô má ná sa sa há gá tăng, nhà ná quýt bá dút tăng, sa sằng khà rí cằn ê cằn. Số 5, tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ. U bác khà sa há gá tăng, nhà ná sầm bá dút tăng, á sằng khà rí cằn ê cằn. Số 6, tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ. U bác khà sa há gá tăng, nhà ná sầm bá dút tăng, sa sằng khà rí cằn ê cằn. Số 7, tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ. U bác khà sa há gá tăng, nhà ná quýt bá dút tăng, á sằng khà rí cằn ê cằn. Số 8, tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. U bác khà sa há gá tăng, nhà ná quýt bá dút tăng, sa sằng khà rí cằn ê cằn. Đó là tám tâm duy tác dục giới hữu nhân. Ima ni ách tha pi sa hề tu ca ca ma wa cha ra ki ri ya chitta ni na ma. Tóm lược sơ lại thì tâm số 1 là tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. Đây là trạng thái tâm của bậc A La Hán, thọ hỷ hợp với trí tuệ. Vì nó là vô trợ có nghĩa là nó khởi lên một cách rất là nhanh chóng và không có sự trợ giúp. Cái tâm thứ hai là tâm duy tác thọ hỷ hợp trí trợ. Đây là trạng thái tâm của bậc A-la-hán, có thọ hỷ, có hợp với trí tuệ, nhưng mà khởi lên vì nó hữu trợ, có nghĩa là nó khởi lên do được sự trợ giúp và nhắc nhở của người khác, hay là từ tâm trong sạch của chính vị A-la-hán. Tâm số 3, tâm duy tác thọ hỷ, ly trí vô trợ, tức là trạng thái tâm của bậc A-la-hán, khi mà làm những việc bình thường mà không có liên quan tới trí tuệ. Thành ra khi mà mình nói vị A-la-hán lúc nào cũng xài cái tâm gọi là tâm hợp trí thì không có đúng. Từ ở đây những vị A-la-hán cũng có tâm ly trí. Tức là sao? Khi mà Ngài làm những việc bình như là ăn, uống, ngủ, nghỉ thì Ngài không có cần mà phải dùng tâm hợp trí nha cả nhà. Chỉ trừ khi mà vị A-la-hán này đang giảng pháp, đang thuyết pháp, đang suy tư, thì lúc này trí tuệ, Ngài mới dùng trí tuệ, thì trí tuệ nó mới phát sanh lúc này mà thôi. Chứ bình thường Ngài không có cần dùng. Và cái tâm số 4 là tâm duy tác thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Có nghĩa là trạng thái tâm của bậc A-la-hán khi làm những việc bình thường không liên quan tới trí tuệ, nhưng mà nó lại khởi lên do có sự trợ giúp, nhắc nhở của người khác, hay là từ cái tâm trong sạch của vị A-la-hán này. Đây là bốn cái tâm đầu tiên, và bốn cái tâm còn lại thì nó giống y chang bốn cái tâm đầu tiên, mà nó chỉ thay cái sự thọ hỷ bằng cái sự thọ xả,
có nghĩa là không có cái sự ham thích, vui thích ở trong đây, mà là cái tâm bình thường làm công việc thôi. Nó không có cái gì vui vẻ, vui thích, hào hứng ở trong đây hết. Và Nguyên Như sẽ đi qua cái phần kế tiếp là những điều thiết yếu về cái tâm duy tác. Những cái tâm duy tác này nó thuộc về vô ký, có nghĩa là không thuộc thiện và cũng không thuộc bất thiện. Những tâm này thuộc về vô ký. Số 2, những tâm duy tác này nó có ba cái nhân tương ứng là vô tham, vô sân, vô si, thuộc về vô ký nhân. Tâm duy tác ly trí thì chỉ có hai nhân vật mà thôi, tức là vô tham và vô sân, không có vô si. Số 3, tâm duy tác chỉ có với bậc A-la-hán mà thôi. Số 4, tâm duy tác có mặt trong 26 cõi, sẽ trừ 4 cõi khổ và cõi vô tưởng. Tự vì sao quý vị? 4 cõi khổ. Cõi khổ thì không có tâm duy tác, và cõi vô tưởng là không có tâm. Thành ra cái đâu có tâm nào đâu mà tâm duy tác vô đây. Nó đương nhiên là nó không có tâm gì hết luôn, nó chỉ có sắc pháp. Số 5, đối với ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai thì tâm duy tác này chỉ xuất hiện trong thời hiện tại mà thôi. Cái tâm này nó xuất hiện ở kiếp cuối cùng, trước khi mà vị A-la-hán ngày nhập Niết Bàn, thì cái tâm này nó mới xuất hiện. Tâm duy tác, nói về tâm duy tác thì chỉ có hai thọ mà thôi, tức là thọ hỷ và thọ xả. Giống như hồi nãy giờ Nguyên Như mới vừa ôn phía trên đó, nó chỉ có thọ hỷ và thọ xả cả nhà. Số 7, tâm duy tác sẽ thuộc về thức uẩn. Xin ôn qua, cái ngũ uẩn thì gồm có 5. Cái uẩn thứ nhất là sắc uẩn, thuộc về sắc pháp. Uẩn thứ hai, thọ uẩn, là sở hữu thọ. Thứ ba, tưởng uẩn, là sở hữu tưởng. Hành uẩn là 50 tâm còn lại, tức là tâm sở thì có 52, trừ cái sở hữu thọ, rồi trừ cái sở hữu tưởng nữa, còn lại 50 tâm sở chính là hành uẩn. Còn thức uẩn là về 121 cái tâm. Số 8, phàm nhân và ba bậc thánh đầu tiên sẽ không có 8 tâm duy tác. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại, lật đi lặp lại để cho mình nhớ đó nha cả nhà. Phàm nhân và ba bậc thánh đầu không có 8 tâm duy tác. Bậc A-la-hán thì sao? Có tâm duy tác mà ngược lại thì các ngài sẽ không có xài 8 tâm đại thiện dục giới. Nhiều khi mình đọc qua mà mình quên nha cả nhà. Cũng như xin lặp lại, phàm nhân ba bậc thánh đầu tiên thì xài 8 tâm thiện dục giới nhưng mà không xài tâm duy tác. Quay trở lại, bậc A-la-hán sẽ không có xài tâm đại thiện, mà các ngài chỉ xài tâm duy tác mà thôi, không xài tâm đại thiện nha cả nhà. Bậc A-la-hán có hợp trí và ly trí, và xả có vô trợ và hữu trợ, thì bậc A-la-hán có những cái tâm này, gồm tâm dục giới tịnh hảo theo tên gọi. Tâm dục giới tịnh hảo thì gồm có tâm thiện, tâm quả, tâm duy tác. Khi mà nói về cái tâm số 1, số 3, số 5, số 7, về cả ba luôn, thiện, quả, duy tác, thì mình gom lại, mình gọi là tâm dục giới tịnh hảo vô trợ, 1, 3, 5, 7. Khi mà mình nói tới 2, 4, 6, 8, Nguyên Như không biết cả nhà có cái bản nêu ngay đâu. 2, 4, 6, 8, từ đi từ trên xuống á, thì mình nói là tâm thiện, cái hàng thứ hai là tâm quả, cái hàng thứ ba là nói về tâm duy tác. Thì 1, 2, 3 là thiện quả duy tác. Nếu mà cả nhà đi cái tâm từ 1 cho tới 8 tâm đó, thì Nguyên Như đi cái tâm lẻ nè, 1, 3, 5, 7, thì cái tâm này, tất cả những cái tâm này, nó sẽ là tâm vô trợ. Mình gọi là tâm dục giới thảo vô trợ. Nó là những cái tâm vô trợ. Khi mà mình đi số chẵn 2, 4, 6, 8, thì nó sẽ là những tâm hữu trợ.
Nếu cả nhà theo kịp Quy Như nói thì xin xin cho bông nha. Để thôi thấy im ru à, không có biết theo kịp có chỗ này hay không. Sa thú, sa thú, sa thú, sa thú cả nhà. Rồi, bây giờ khi mà Quy Như qua, hồi nãy giờ mình đang đi tới cái phần vô trợ và hữu trợ ha. Tức là 1, 3, 5, 7 là vô trợ, 2, 4, 6, 8 là hữu trợ. Bây giờ mình nói về hợp trí và ly trí đây. 1, 2, 5, 6 là những cái tâm hợp trí. Thì nói chung là bây giờ mình nói cũng là thiện quả di tác luôn đó. 1, 2 và 5, 6 thì nó là những cái tâm hợp trí, là tâm dục giới tịnh hảo hợp trí. Bây giờ mình đi tiếp là 3, 4, 7, 8. Cả nhà thấy không, trong bảng nêu thì 3, 4, 7, 8 nó chính là những cái tâm ly trí. Nếu mà mình gom tâm đó, thì mình sẽ nhớ ra như vậy. Cái này học rồi hết rồi nha cả nhà. Thầy chỉ ôm sơ một lượt cho mình gom lại cuối cùng thôi. Bây giờ mình nói về cái thì mình có thọ hỷ và thọ xả. Thì thọ hỷ nó sẽ đi theo cái tâm 1, 2, 3, 4. Thì nói chung lại là tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ. Còn cái vế còn lại 5, 6, 7, 8. Tất cả những cái tâm này là đều thọ xả hết, là tâm dục giới tịnh hảo thọ xả 5, 6, 7, 8. Khi mà mình gom lại tâm dục giới tịnh hảo mình nói chung hết á, thì có sẽ là 8 tâm tất cả, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gom lại hết gọi là tâm dục giới tịnh hảo. Về sức mạnh á, thì khi mà cái tâm hợp trí nó sẽ mạnh hơn cái tâm ly trí là sao? Là cái tâm bình thường của mình. Nếu mà mình làm việc mà có trí thì sẽ cho quả báo rất là nhiều. Tức là mình có đủ trí tuệ trong đây. Nó sẽ làm cho mình nhân lên cái quả báo thiện của mình rất 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 là nhiều. Hơn là mình làm mà mình mông lung, mình không có suy nghĩ, mình không có để ý, mình không có dùng trí, mình làm theo thói quen, mình làm theo sự rủ rê của bạn bè, không biết tại sao mà làm. Thành ra mình không có trí tuệ ở trong mình, mơ mơ màng màng như vậy đó. Mình phải dùng cái trí tuệ giống như sư Huynh Lý lúc nào cũng nói là phải có chánh niệm, phải dùng trí, phải biết mình làm cái gì thì nó mới có phước. Cả nhà nhớ ha. Rồi khi mà mình có cái thọ đó thì thọ hỷ nó sẽ mạnh hơn thọ xả. Mình làm phước mà cái hỷ của mình mạnh, mình vui, mình hoan hỷ, mình sẽ có phước nhiều hơn là mình làm xìu xìu ẩn ẩn. Thành ra có nhiều cái bên mà mình nói là ồ tôi làm với cái tâm xả, tôi cúng dường với cái tâm xả. Ra cái đó không có phải là tâm xả, mà hình như nếu mà mình cứ nghĩ như hoài vậy hoài là không có trí, cái đó là cái tâm ly trí chứ không phải là cái tâm xả nha quý vị. Cái tâm xả của Đức Phật nói không phải là cái chỗ này mà mình nói mình đi cúng dường rồi cái mình cứ đơ đơ mình gọi là tâm xả, mình không có quan hỷ đó, là không có phải. Nếu mà mình đi cúng dường, mình học pháp, mình làm thiện sự mà mình có thọ hỷ thì cái sức mạnh của nó rất là nhiều hơn so với cái thọ xả. Và cái cuối cùng là cái vô trợ sẽ cho sức mạnh nhiều hơn hữu trợ. Có nghĩa là khi mà mình làm lẹ cái tâm thiện mình mà làm rất là mau, rất là lẹ, không cần ai nhắc bảo, nhanh chóng và không có được người khác, giống như là thôi thúc hối rồi gọi là năn nỉ mới làm, thì cái tâm vô trợ này khi mà có được cái tâm đó thì mình sẽ có quả báo sức mạnh phước nhiều. Thành ra mình phải lụm, là mình lụm gì? Mình lụm hợp trí, mình lụm thọ hỷ, mình lụm vô trợ. Có nghĩa mình làm một cách có trí tuệ nè, quan hỷ nè, và nhanh chóng. Quý vị tưởng tượng đi, mình cũng cho ra 10 đồng thôi, mà mình sàng tới sàng lui thiệt là lâu mình mới cho. Mình làm chậm quá thì cái quả báo đó không có bằng cái người vừa quan hỷ móc tiền ra cho liền nhăn răng cười, phải không quý vị? Thành ra, dạ, sa thú sư huynh. Tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ là cho sức mạnh vô song, rất là tuyệt vời. Mình bây giờ gom tâm dục giới theo nhóm tên. Toàn bộ cái tâm dục giới, 12 tâm bất thiện mà cộng với 24 cái tâm dục giới tịnh hảo thì gọi là tâm dục giới hữu.
tức là có những cái nhân đồng sanh là tham, sân, si, tham, vô sân, vô si. Khi mà mình lấy 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân, cộng với 8 tâm quả thiện vô nhân, cộng với 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, tức là những cái này là những cái tâm quả cộng lại với nhau, thì mình gọi chung ở đây á, là tâm quả dục giới. Tiếp theo, nếu mà mình lấy 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân, mình cộng với 8 cái tâm quả thiện vô nhân, thì khi mà mình cộng này á, mình gọi chung nó là tâm quả vô nhân. Khi mà mình lấy 18 cái tâm vô nhân cộng với 12 cái tâm bất thiện, thì 20 tâm này mình gọi là tâm dục giới vô tịnh hảo. Bây giờ là thầy đang cho mình học cái pháp gom tâm đây. Khi mà mình lấy 12 cái tâm bất thiện, mình cộng với 18 cái tâm vô nhân, cộng với 24 cái tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân, 12 cộng 18, 2 cộng 24, thành ra 54, thì mình gọi chung tất cả 54 tâm này là tâm dục giới. Rồi, khi mà mình 54 cái tâm dục giới này, khi mà mình lấy cái phần ở tâm tham sân si đó, tức là thầy cộng á, là 8 cái tâm tham, cộng 2 tâm sân, cộng 2 tâm si là 12 cái tâm, nha cả nhà. Còn 8 cái tâm dục giới tịnh hảo đó, thầy sẽ lấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nó đi riêng, cái số nó riêng đó. Tức là 1, cộng 3, cộng 5, cộng 7, nó về tâm tham. Cái tâm số 9 á, nó là tâm sân. Cái 9 và 10 nó cũng là tâm sân, nhưng mà thầy lấy cái tâm sân đầu tiên. Và số 11, 12 là tất cả cái tâm si. Thì ở đây, và cộng với 1, 3, 5, 7 của cái tâm dục giới tịnh hảo, thì nó mình gọi hết những cái tâm này chung với một cái tên là tâm vô trợ. Về cái phần cái tâm 2, 4, 6, 8 của tâm tham và tâm số 10 của cái tâm sân, tức là hồi nãy mình lấy tâm số 9 là vô trợ, bây giờ tâm số hữu trợ đây đó. Tức là thầy gom những cái tâm hữu trợ lại với nhau, và cái tâm dục giới tịnh hảo đó nó đi theo 2, 4, 6. Thì chung cả các tâm này là tâm hữu trợ của 54 cái tâm dục giới tịnh hảo. Bây giờ mình đi qua cái phần hỷ. Cái tâm 1, 2, 3, 4 là cái tâm tham. Cả nhà nhớ là cái tâm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của cái tâm tham đó. Thì 4 tâm đầu là 4 cái tâm thọ hỷ. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của cái tâm dục giới tịnh hảo, như kể chung là đại quả và duy tác luôn, thì bốn cái tâm đầu tiên cũng là thọ hỷ, thành ra đây nó gộp lại là những cái tâm hỷ, tức là 1, 2, 3, 4 cái đầu tiên đó. Rồi tới cái tâm thọ xả là những cái tâm còn lại, tức là cái phần cái còn lại của cái tâm tham, 5, 6, 7, 8 của cái tâm tham là về thọ xả. Tâm sân không có cái nào dính vô thọ xả hết nha quý vị, chỉ có cái tâm si thôi. Tâm si thì cả hai tâm si đều thọ xả hết. Rồi bây giờ mình qua cái tâm thọ xả về những cái tâm vô nhân. Những cái tâm vô nhân thì có tất cả 18 cái tâm vô nhân, phải không cả nhà? Thì trong đó có bao nhiêu cái tâm thọ xả? Mình sẽ có 14 cái tâm thọ xả. Tại vì sao? Mình lấy cái 18 cái tâm vô nhân đó, mình trừ cho hai cái thân thức. Tự vì thân thức nó sẽ có một cái thân thức thọ lạc và một cái thân thức thọ khổ. Nó đâu có thọ xả đâu. Mình bỏ nó qua một bên. Một cái tâm quan sát. Một cái quan sát bất thiện thọ xả. Một cái quan sát thiện thọ xả. Thì ra bây giờ mình sẽ bỏ ra một cái quan sát thọ hỷ đây. Bỏ ra một bên. Rồi cái tâm ưng cúng vi tiếu đó, là cái tâm ưng cúng vi tiếu cũng thọ hỷ. Mình bỏ nó qua một bên. Phần còn lại mới là thọ xả, thành ra mình lấy 18, mình trừ 4, cái nguyên như mới kể ra đó là còn 14. Rồi mình đi tới cái phần tâm dục giới tịnh hảo, hồi nãy đó mình lấy 1, 2, 3, 4, 4 cái tâm đầu là 4 cái tâm thọ hỷ, mà 4 cái tâm sau mới là thọ xả, thành ra mình lấy vô là 5, 6, 7, 8. Mình gom là 5, 6, 7, 8 của tâm tham,
là phần thứ nhì đó, vế thứ nhì. Cái tất cả tâm si là số 11 và số 12. Mình lấy 14 cái tâm quả vô nhân, rồi mình lấy cái vế thứ nhì là 5, 6, 7, 8. Thành ra mình sẽ cộng á, 14 cộng với lại cái phần ở trên đó, tâm bất thiện, là mình sẽ có là 5, 6, 7, 8 với 2, tức là 4 với 6. 6 với 14 là 20. 20 cộng với 4 là 24, phải không cả nhà? 24 tâm thọ xả. Nguyên Như xin lỗi, cái chỗ mà 5, 6, 7, 8 nó đâu phải là 4. Cái đó 5, 6, 7, 8 mình cộng với lại thiện quả và duy tác nữa. Thành cái đó là 4 cộng 12. 12 cộng với 14 là 26. 26 cộng 6 có phải là 32 không cả nhà? Tức là mình tính ra cả nhà cộng lại có phải là 32 tâm thọ xả không? Sư huynh cộng lại có phải 32 không? 4 x 3 là 12, tất cả những cái tâm thọ xả đó. Cộng lại có phải không cả nhà? 14 cái xả vô nhân cộng với 8 tâm xả của tham cộng với 2 xả si. 14 cộng 6 là 20. 20 cộng với lại 5, 6, 7, 8 của dục giới tịnh hảo mà nó gồm có thiện, quả và duy tác. Thành ra 4 x 3 là 12. Ủa sao Nguyên Như cộng lại là 12 cộng với 20 là 32 chứ anh? Sao không ra 34? Năm sáu bảy tám sáu, sáu cộng bốn là 12. Đúng rồi, đúng rồi, xa thú. 12, 14 cộng với 6. 14 xả, 14 xả. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà anh phải lấy, sư huynh phải lấy cái 18 cái tâm vô nhân. Sư huynh trừ ra hai cái thân thức nè, 18 trừ hai thân thức, đúng không? Trừ một quan sát hỷ, một cái cú, tức là 14 cộng 6 là 30, 14 cộng 6 là 20, 20 cộng với 12 là 32, đúng rồi phải không? Ok, xà thú làm thay. Là mình sẽ có 32 tâm xả. Rồi hồi nãy quay lại tâm hỷ thì mình có bao nhiêu cả nhà? Mình có là 12 cộng với lại 4. Phải không? 12 mình cộng với 4 là 18. 32 mình cộng với 8 có phải là 54 không vậy cả nhà? Ủa sao chị cộng ra là 18 hay vậy? Cái thọ hỷ mình có là 4 cái tâm tham thọ hỷ thôi. Rồi mình có 12 cái tâm thọ hỷ ở dưới tâm dục giới nữa. Tự gì 4 x 3 ra là 12 nè. 12 cộng 4 là 16 chứ sao chị ra là 18? Thọ hỷ có 16 à chị Nhung ơi. Đúng không vậy? Ồ, như vậy là trong đây ghi thiếu sao ta? Như vậy là ở chỗ này mình ghi thiếu rồi đó cả nhà. Hồi nãy Nguyên Như cộng đó. Đúng rồi, như vậy là trong cái hỷ này là mình thiếu nè. Mình có Nguyên Như ghi là 1, 2, 3, 4 tham thọ hỷ. Rồi 1, 2, 3, 4 tâm dục giới tịnh hảo đại thiện quả duy tác. Rồi mình phải cộng thêm một cái ứng cúng vi tiếu và một quan sát nữa, xa thú sư huynh.
Rồi chỗ này bài ghi thiếu chỗ này, Như sẽ ghi gắn vô liền nha. Dạ, sa thú, sa thú. Một cái quan sát hỷ nè. Rồi mình cộng thêm một cái quan sát hỷ cộng với một cái vi tiếu nữa là mình có tất cả là 18 tâm sa thú, là mình cộng lên thành 54 tâm. Dạ, bây giờ mình đã xong rồi qua những cái phần hồi nãy. À, bây giờ là mình chính thức mình xong cái tâm, tất cả những cái tâm về dục giới tịnh hảo đó, mình qua cái phần Nguyên Như sẽ tuyên bố là mình hết cái phần đầu tiên. Dạ, tuyên bố về phần dục giới. Thành ra mình cái cuốn này á, là Nguyên Như sẽ xin ngừng ở đây. Cái phần sau đó Nguyên Như sẽ đi qua vô cái cuốn ôn thứ hai, để khi mà mình lật cái cuốn sách mình ra, mình không phải lật mấy trăm trang nữa, nó nhiều quá hay cả nhà. Sa thú lành thai. Bây giờ là 10:35. Nguyên Như xin kính mời cả nhà. Hồi nãy giờ có ôn trật chỗ nào, Nguyên Như xin mời chư vị là mình bước vào mình đi sơ một cái coi Nguyên Như có sai hay là cần sửa chỗ nào không. Rất là sa thú. Như vậy vài phút Vinh, vài phút thôi để coi có gì trật không, để hồi nãy giờ trật cái không có sửa được đó. Thôi Nguyên Như mời chị Nhung với mời sư Vinh nha. Sa thú lần thai. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, Nguyên Như, cảm ơn Nguyên Như đã có một cái bài tổng kết rất là hay. Nhưng mà có cái phần này nè, nó cũng hơi, nó chưa được chính xác lắm, theo ý mình thì nó chưa được chính xác lắm. Đó là cái phần mà ba la mã, tâm duy tác, dục giới tịnh hảo. Thì trong đó Nguyên Như có ghi là 45 tâm là dành cho phàm phu. Để mình coi lại ha. 45 tâm dành cho phàm phu và 8 tâm di tác và tâm vi tiếu là của riêng bậc A-la-hán. Thì là 8 tâm di yếu là riêng của bậc A-la-hán, đúng rồi. Nhưng mà 45 tâm này á, thì mình nên chiết tính ra cho nó nghĩ hơn để cho nó không có sự hiểu lầm. Không phải 45 tâm này là dành cho phàm phu, mà dành cho phàm phu chỉ có 12 bất thiện, 8 đại thiện và 8 đại quả thôi. Tức là cái 8 tâm. Còn cái ngũ song này, tiếp thâu quan sát và hai cái tâm khai môn đó là dùng chung cho cả phàm phu và bậc A-la-hán nữa. Thành ra chỗ này nên chiết tính ra cho nó dễ, nó không bị lẫn lộn. Đó, đó, mình chỉ có như đó đó. Rồi, cảm ơn. Dạ, sa thú chị. Ý chị Nhung nói là khi mà cái chỗ này mình ghi là 45 tâm dành cho phàm phu và dạ 40 tâm dành cho phàm phu và những bậc cao hơn hả? Hả chị? Chị muốn em ghi lại làm sao để cho nó rõ? Dạ em xin xuống mic nha, chị nói lại để em sửa luôn. Alo, cái chỗ này á, là Nguyên Như ghi 45 tâm là của phàm phu, dành cho phàm phu trong 54 tâm dục giới. Thì 45 tâm dành cho phàm phu thì mình có ý kiến là chỗ 45 tâm dành cho phàm phu thì chỗ này chưa được chính xác, mà dành cho phàm phu thì chỉ có 28 tâm thôi, là 12 bất thiện, 8 đại thiện và 8 đại quả. Còn cái số mà dùng chung là 17 cái tâm vô nhân, đó là dùng chung cho cả phàm phu và bậc A-la-hán. Vì bậc A-la-hán mình cũng bắt cảnh ngũ song thức bất thiện và thiện, rồi cũng có cái lộ ngũ nữa. Thành ra cái phần mà 17 cái tâm dục giới trừ đi tâm vi tiếu đó thì dành cho cả bậc A-la-hán nữa, theo ý mình là như vậy. Và mình xin hết nhé. Xin cảm ơn đạo tràng.
Hello, dạ Quỳnh Lý nói sao Quỳnh Lý? À, Quỳnh Như bây giờ đang đi xuống á, trong 40 tâm dành cho phàm phu thì hai trong 45 tâm thì 28 tâm dành cho phàm phu và 17 tâm dùng chung cho phàm phu và các bậc thánh. Quỳnh Như dùng vậy đúng không anh Lý? Xin Lý cho ý kiến nha. Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Thì đương nhiên là cả lớp chúng ta đều hiểu ý của cô Hồng Nhung rồi. Và cái điều cô nói ra là đương nhiên là nó chính xác. Ở đây là cái cách thức mình trình bày đó. Theo cái ý mình hiểu từ cô là cái cách thức trình bày làm sao cho nó rõ ra cho cái với người đọc thôi. Tức là cái tâm nào mà chỉ có phàm phu mà A-la-hán không dùng thì như cái việc tổng hợp là những cái đó và như nói là tâm dành cho phàm phu. Và những cái tâm nào mà chỉ cho A-la-hán dùng mà các bậc từ tam quả, nhị quả, sơ quả và phàm phu dùng á, thì nguyên nhân cái việc ghi như vậy. Và nguyên nhân thêm một cái dòng là những cái tâm mà vô nhân á, là dành cho tất cả những cái tâm ở trong khỏi dục giới thì không, tức là không ngoại lệ ngoài trừ những cái, xin lỗi, vô nhân mà ở đây là ngoại trừ cái vi tiếu là dành cho các bậc A-la-hán thì những cái tâm vô nhân đó là dành cho cả phàm phu.